No! จะใจเด็กไหม Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel đã quay lại với channel của Jenny. Và hôm nay mình sẽ cùng với thằng Núp, Núp chào Núp. Hello, hello, Madam. Mấy bạn bảo là mày nói idol quá nhiều Núp. Hả? Mấy bạn bảo là mày nói idol quá nhiều. Đổi từ đi. Mày đổi từ đi được không? Đồ có từ khác được không? Từ gì? Có kiểu có cái từ khác ngoài cái từ đó. Ờ vậy cũng được, ừ thấy từ đó cũng được mà. Từ đó được. Thì hôm nay mình sẽ cùng Núp của chúng ta đến cái khu vực hầm bí mật của nó và xây thêm một cái phòng thí nghiệm nữa. Rồi các bạn đồng ý không? Mày đồng ý không? No. Ủa vậy mày thích xây gì? Mày thích xây gì? À? Mày thích xây gì? Xây âm nhạc của tao nè. Thì đó xuống cái hầm bí mật của mày đó. Ê! Lại đập gái rồi cái thằng Vũ Phu. Thì tới phòng bí mật của mày và xây một cái phòng thí nghiệm nữa. Được không? Hát khó cái gì chứ? Xuống đi. Thì ok, trước khi bắt đầu video bạn đừng quên để lại cho channel của mình một like, share video và nhấn vào nút đăng ký nhé. Và đủ 10.000 like và 100 chia sẻ thì mình sẽ làm tiếp tục tiếp theo. Thì các bạn có 7 giây. 7 6 5 4 ở đến đâu rồi 3 2 1 ok, chúng ta cùng bắt đầu video của ngày hôm nay. Ở mày tính xây đâu nút bên, bên đâu bên đây. Ok rồi ok, hôm nay mình sẽ xây một cái phòng thí nghiệm. Ủa bên này á, bên này xây sao? Phòng thí nghiệm mày bự lắm á bà. Hôm nay phòng thí nghiệm mày bự lắm á. Để tao làm cho nó bự bự ra cho. Chờ tao tí đi. Ủa cái chỗ này như không làm phòng thí nghiệm được rồi. Nhìn kỳ quá. Úi ôi. Ách đồ. Ghê vậy. Cái TNT của mày nổ to ghê. Cái con gì kìa? Cái con sâu của bà. Mày. Ơi mày ác quá vậy. Khứa mày ác quá vậy ba. Rồi con sâu chết ngắt luôn. Chết luôn. Ác quá. Mày ác quá rồi Núp. Sau này lỡ muốn có bồ sao làm sao người ta chịu nổi ba. Rồi, 155. Liên quan. Sao liên quan? Hả, à, sao liên quan? Sau này mày cứ vũ phu vậy. Từ tao đang làm cái tường của mày nè. Ôi. Ủa cái tường hơi bự rồi. Gì? Tao đang làm cái tường nè. Đây là cái đường hầm của tôi. Đường hầm hả? Đúng rồi. Làm đường hầm hả? Đây cái gì ta? Tạch. Cái gì ạ? À? Nói gì vậy? Tính làm gì vậy? Cẩn thận nổ nha. Ách đồ. Cẩn thận. Ôi. Sao nó tối quá vậy? Muốn làm cho. Ôi, cẩn thận. Ồ. Bảo thôi, nó nổ mà. Kìa, giờ sao? Giờ sao? giờ mình tính sao mà? Ai biết. Giờ nó thành vậy rồi. Không phải. Xây lại thôi. Xây lại. Đang làm lại. Ôi nó nổ mà nhìn vui vậy. Ok. Nó nổ mà. Nó cho lụm lỗ chứ nó nổ không có thẳng hàng nữa. Rồi. Ây da tới ông luôn rồi. Ok. Yeah. Vạch. Ây da. Mà, chết rồi mất tiêu rồi hả? Chờ tí đang lấy cái đèn đâu ta? Đây là cái đèn nè. Mấy cái đèn này mới trong mấy phòng thí nghiệm hay xài nè. Đó. Rồi, chờ tí đi. Trời ơi, mày xài cái gì vậy? Cái này cái gì? Cái đó cái gì vậy ba? Đèn. Ủa đèn nhìn kìa. Đèn. Ơ. À. Chờ tí, sorry. Nhầm lẫn đôi lúc đó, có một số sự nhầm lẫn không thể tránh khỏi. Rồi. Nay tao làm cái cửa cho mày cho. Để làm cái cửa. Rồi. Thôi cái gì? Nó tự làm được rồi. Đó. Nó tên tính làm cái sàn đó mà làm cái banh hết nhà luôn. Đỉnh vãi. Ok. Đây. Rồi mình kiếm cái cửa đó hả? Đó, ghê chưa? Đẹp chưa? Ủa sao cái này nó có hai cái lỗ vậy kìa? Cái chỗ này hơi tối. Ồ. Xây xấu tí. Trời ơi, mày xây mấy cái này nhìn ghê quá cu. À. Xây mấy cái nó nhìn ghê quá cu. Ồ cái cửa đâu rồi ta? Mày thích cái cửa kiểu gì?
Cứ kiểu đóng mở ra đóng vào đây. À. À, ủa xong có tiếng ta, bình thường này phải có tiếng nhé. Rồi, bập bập bập. Rồi đỉnh rồi, đỉnh rồi. Ê da, chết rồi, lỡ phá cửa đi mất tiêu. Đó. Ờ. Ok, mày chờ tao một tí, tao sẽ ra ngoài tao lấy một cái hình mày thích phòng thí nghiệm nhìn ghê rợn hay là sao? Cho hình luôn hả? Ờ, cho hình luôn, gắt quá. À! Gắt mà. Đó, hình luôn. Ờ, nhìn cho nó ghê. Cho dù hai cái không giống nhau lắm. Rồi. Ấy à. Ok. Làm kia sáng nhìn kỹ cu. Hả? Ờ. Ghê không? Nhìn vô ảo giác liền quá. Ờ. Nhìn vô ảo giác. Ủa, chỗ làm gì này vậy? Ảo vậy? Ảo gì vậy? Ghê. Ghê. Ok. Có gì mày qua bên kia mày xây tiếp đi, tao xây bên này cho. Ách đồ. Bên này tao thấy đẹp hơn á. Để xây bên này cho, qua kia xây tiếp đi ba. Nè. Qua kia xây tiếp đi. Nè. Yên tâm mà, tao lo chỗ bên này cho mày yên tâm. Nè. Ôi mày xây cái gì bên này mày nhìn ghê quá vậy. Ok. Ok. Ủa cái kia đâu rồi? Ê đúng rồi, có kim cương này núp. Ở đâu? Kìa. Có kim cương kìa. Từ. Đâu? Ách đu. Kim cương. Ủa? Là gì vậy? Làm đèn gì vậy? Ủa? Ách đu. Mày làm gì cục kim cương của tao vậy? Ủa? Sao kim cương biết nổi vậy? Ủa mày phá kim cương thì có, mày bảo kim cương biết nổi mày. Có đâu. Mày phá kim cương mà. Không. Không kì có vậy? Kì vậy? Trời ơi. Ba kim cương này. Nó biết nổ. Úi rồi. Ê để bây giờ để tao làm cái cửa này cho. Ủa cái cửa này mà ủa sao như vậy, sao mà đặt cái cửa ba? Cái cửa này ở giữa mà. Thôi à. cho hai cửa đi đó. Gắt ủa, chưa? Ghê vậy, nguyên chữ Y luôn. Rồi mày gắn mấy cái đèn bàn lên đây chi ba. Nhìn kỳ lắm ba. Nghe. Đèn bàn nhìn kỳ lắm luôn á. Không đẹp ba. Đèn bàn đúng kỳ luôn á. Nhìn nấm trong bệnh viện không? Vậy. Ok, ta có một số cái đồ linh tinh ta có thể đặt ở... Ây da, xin tôi mai. Làm gì núp? Lỗ khứ núp bị gì á? Đó. Ủa? Ý. Lập. Bậy. Ôi! Gì vậy? Tao không biết đâu. Holy shit. Chết rồi. Oh my god. Chết rồi. No. Chết rồi, hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Tôi ghim nó. Cái nghiên cứu của tôi. Holy shit. Cho mày đặt ống hỏng hóc nhiều quá nó nổ mà. Hết đồ. Có luôn. Đặt ống ít thôi. Vậy cái cửa hả? Cái cửa tao xây cho mày nổ mất tiêu rồi. Thôi vậy lắp lại hết đi. Lắp lại hết đi. Từ. Rồi, để đi. Đâu? Ở xây quần vậy đó. Ê, bây giờ ta sẽ làm cái tia laser nha. Biết làm tia laser không? Gì vậy? Tia laser, coi nè. Ủa, chờ tí. Tia laser. Đó, đi ngang qua không bị gì luôn. Ghê không? Đi ngang qua không bị gì luôn. Không làm gì vậy? Tia laser đủ chỗ luôn hả? Kiểu hacker hả? Muốn đi ra qua này phải đi qua hết cái mấy chỗ này. À, ghê không? Ok, còn một cái nữa. Thì à đúng rồi. Có muốn mìn không? Muốn thấy mìn không? Thấy mìn á, mìn á. Mìn á. Đạp vô cái nó nổ. Đặt đồ. Muốn không? Muốn đặt mìn ở đâu? Nè. Ồ không xài hả? Đặt mình sau cùng đi. Ấy da trời. Mày cái nồi. Nó đổ đâu vậy tao? Tao biết rồi. Nhai, nãy giờ mày đổ ba lần rồi. Tao làm gì đâu. Ôi trời ơi, chỗ này ra bên ngoài luôn nè, ghê thiệt. Nè, đặt mìn ở đây nè, nè coi cái mìn nè, coi mìn nè. Ủa cái gì vậy? Ê, đồ, ôi súng luôn. Ôi ê, sao mày không xài vậy? Nè, mìn đó. Đó. Holy shit. Ê, bây giờ mình sẽ tạo một cái hố cho thằng nào rớt xuống đây nè. Ok. Ừ, thằng nào mà rớt xuống đây nó sẽ không lên được. Thì chết rồi. Ê, cẩn thận mày rớt xuống. Ok.
đấy, đấy, đấy. Đó. Rồi thằng nào nó xuống đây nó sẽ không lên được luôn. Để tao làm cái bên này cho, để làm bên này cho. Ui, từ từ. Ôi mày xây cái block gì vậy? Nhìn bảy màu quá vậy. Mẹ cái gì ra? Mày xây block nhìn ghê quá cu. Hả? Mày xây mấy block nhìn ghê quá cu. Nhìn không bình thường thế nào. Ok. Chờ thấy tao đang làm cái tường như thế này nè. Uh oh. Ây da. Rồi. Được rồi đó. Vô trong lại đi. Vô trong lại trước khi tao tao chỉnh mã. Ây da. Vô trong đây. Ủa sao mày phá hư cái này rồi? Đó, bây giờ thằng nào sẽ rớt xuống đây là nó chết luôn. Oh my god. Ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được chưa? Vô thử đi, mắc núp, thử đi, vô thử. Tay tay. Dạ, dạ, diễn đi, diễn đi, diễn sâu đi, tao đang quay này, diễn sâu đi. Oh my god. Này ở đâu đây? Tao sẽ nhảy qua đây. Mọi thứ là easy. Phừng. Oh. Các bên. Ủa, cái này gì đây? À cái là lava. Chờ tí nha. Mình sẽ hướng xuống nha. Nè nè, đó đó. Chết cháy thiệt mày. Ủa chết, ủa chết, ủa là sao? Ủa không lẽ chết cháy giả được. Ủa không á, mày không á mày. Diễn mà. Giờ diễn mà. Ủa. 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 Bắt đầu. Ủa. Ủa điện này không giật à? Hả? Điện này không giật không? Không giật, không giật. Nó chỉ là cái này. Đó, để tao làm như vậy cho nó. À, thằng nào chạy. Ê đừng có lại gần cái cục kim cương nha, đập cục kim cương lại gần cục cương là nó nổ đó. Đó, nên vậy, 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 vậy. Ok, vậy được chưa? Yeah, okay. Xong xong phòng thí nghiệm rồi đúng không? Từ từ, để đặt tùm lum tùm la mấy cái máy trong đây đã. Nhìn cho nó hoành tráng coi. À, đó. Chờ tao một tí tao đặt máy móc từ từ lưa coi. Ở đây có đống máy móc nè. Rồi đó. Ủa đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Không. Test thử rồi. Khùng. Có cái gì đây? Không biết nữa. Ok. Đó. Đứng lại gần với hết nha. Nổ banh chành á. Ủa ngồi xe lăn luôn hả? Ok. Trời. Đang test. Khứa ngồi xe lăn. Đang làm cái gì vậy? Sắp xếp lại cho đẹp hả? Ok. À, mấy cái cục kim cương đó. Rồi. Ê, có nè. Wow. Ủa đỉnh vậy? Tao không làm được. Đó. Hết đồ. Tao lết đít đi được luôn. Ờ nhưng mà không lết được. Ờ không lết được. Ê ê. Ai da. Wow. Lúp. Cái gì? Vừa làm gì à? Tao mới đứng lên thử mà. Đứng lên thử có sao không? Nè tao đứng có sao đâu. Nè nhảy lên đó đi. Nhảy lên hả? Nhảy lên. Ừ. À! Đó. Ê cái này vừa mới xây mà. Vừa mới xây mà. Phá. Phá là sao? Trời ơi trời ơi. Rồi rồi. Mày chết luôn đi. Đi chết đi. Ây da bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi. Tao bị kẹt rồi Lúc ơi. Mày à bưởi. Anh đâu? Chết ngắt. Chết ngắt rồi. Ok, nếu bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, share video và nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.